bí ẩn bãi biển đỏ như máu, khiến du khách hoảng hồn, tưởng là ngày tận thế. Vừa qua, một nhóm du khách đã đến du lịch tại đảo Hermes, hay còn gọi là đảo Cầu Vồng, nằm ở eo biển nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman. Khi họ quyết định sẽ đi ra biển chơi, và cảnh tượng trước mắt khiến họ hãi hùng, cứ ngỡ là ngày tận thế. Đoạn video quay lại cảnh bãi biển có màu sắc đỏ như máu tươi. Những bước đi của vị du khách trên cát tưởng chừng như đang làm bãi cát chảy máu vậy. Màu sắc của cát tại đây cũng rất đáng sợ, khi nó có phần bề mặt màu đen và bên dưới màu đỏ thẫm như máu. Bất ngờ hơn, khi du khách quay lại cảnh một cơn sóng đập tới, cứ ngỡ như là một biển máu vậy. Cảnh tượng trên khiến không ít người nghĩ rằng có thể đó là một dấu hiệu của ngày tận thế, hay là có một sinh vật nào đấy chết và máu của nó hòa vào làn nước biển. Đoạn video sau khi được đăng tải đã khiến cho cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Rất nhiều người kinh ngạc trước màu của nước biển tại đây. Nhưng không lâu sau đó, đã có người giải thích bên dưới bài viết rằng nguyên nhân bãi biển có màu đỏ như máu tươi đặc trưng tại đây là do sự hiện diện của hàm lượng oxit sắt cao trong cát và đất. Nếu tắm biển ở đây, màu đỏ có thể lưu lại trên da bạn vài ngày. Oxit sắt đỏ tại đây được coi là một chất được sử dụng để sản xuất mỹ phẩm, vải, đồ gốm và màu thực phẩm, nên không gây hại tới da người. Thậm chí cát và đất tại bãi biển cũng hấp dẫn du khách khi có thể ăn được. Người dân trên đảo sử dụng đất đỏ giàu oxit để nấu cá, nướng bánh mì, chế biến dưa chua, mứt và các loại nước sốt. Các bạn khán giả nghĩ sao về hiện tượng trên? Đừng quên để lại bình luận phía bên dưới cho mình biết với nhé!